đức Chúa Trời nhập thế trong thời kỳ sau gió để cứu rỗi con người, bởi Ngài yêu thương con người được thúc đẩy bởi tình yêu, và với nền tảng tình yêu Ngài thực hiện công tác của Ngài hôm nay. Đức Chúa Trời nhập thế và chịu đựng sự ô nhục để cứu rỗi nhân loại bại hoại. Ngài chịu đựng đau đớn đến thế, hết lần này đến lần khác. Ngài thể hiện tình yêu không thể đong đếm. Đức Chúa Trời chẳng muốn bất cứ linh hồn nào lạc mất, loài người chẳng quan tâm đến số phận của mình và chẳng biết được cách trân trọng cuộc sống mình. Nhưng Đức Chúa Trời thì có, chỉ Ngài mới yêu thương con người. Lời Đức Chúa Trời chữa lành và khuyến khích con người, tiết lộ nguyên rủa phán xét và hứa hẹn. Dù lời Ngài có chúng đều đến từ tình yêu, đây chính là bản chất công tác của Ngài. Cớ sao nhiều người lại đi theo sát sao đến vậy? Cớ sao họ quá chân đầy năng lượng? Bởi họ đã thấy được sự cứu rỗi và tình yêu của Ngài. Thời gian Ngài định thật hoàn hảo, Ngài chẳng bao giờ trì hoãn vì lợi ích của nhân loại. Đức Chúa Trời chẳng muốn bất cứ linh hồn nào lạc mất, loài người chẳng quan tâm đến số phận của mình và chẳng biết được cách trân trọng cuộc sống mình. Nhưng Đức Chúa Trời thì có, quả thật chỉ có chị.